chào tất cả anh chị cô chú. Tiếp tục buổi trưa ngày hôm nay thì Bảo lại lên chương trình đến từ hãng Vucan anh chị nhá. Rồi hoàn toàn là mẫu mới luôn. Mức giá thì Bảo làm clip là anh chị mình á thấy rẻ hơn một con máy hàng nhái luôn anh chị ơi. Hàng chợ này kia, anh chị nào á mua hàng nhái này, hàng kém chất lượng á, không cách nào ngon như hãng Vucan đâu. Mà Vucan đợt này đang cạnh tranh cực kỳ tốt về mức giá trên thị trường. Rồi trưa ngày hôm nay Bảo sẽ giới thiệu 3 mẫu khác nhau đến từ hãng Vucan nha. Rồi đầu tiên là thân máy mài Vucan này, motor brushless không chổi thang. Anh chị cô chú nào á mua là thân không, công ty đã bán lẻ rồi nhá. Có 520.000 thôi. Mà anh chị nhìn này, đó, máy cực kỳ là êm. 3 cấp chỉnh số này, cốt một tấc, logo Vucan dập nổi ở đây. Có báo pin luôn. 520.000 thôi. Rồi bảo đọc model máy nha. Có đầy đủ này, gắp te này, khóa mở, tay cầm này. Rồi anh chị nào mua thân không quá rẻ cho buổi trưa ngày hôm nay, đó anh chị nào mua với mã máy là HK AGS 6400 BL anh chị nhá. Motor brushless không chổi thang. Rồi mẫu này là cốt một tấc, bảo hành theo hãng Vucan anh chị nhá, 6 tháng toàn bộ luôn. Đó, tiếp theo anh chị nào á mà máy mài này, xài nhanh hư này, xài hàng chợ á, là mình mua cũng 4-500 rồi, mình sắm cho Bảo thân này về xài đã lắm. Hàng chính hãng công ty, rẻ hơn cả hàng chợ luôn. Rồi tiếp theo là mẫu chuyên vít anh chị ơi. Đó, mẫu này á anh chị nào á mua thân không, mức giá có 570.000 thôi là mình được một thân như này. Mẫu này có chỉnh cấp lực hay lắm. Đó, anh chị nào mua thì thích thì mình chỉnh ở bên sau này, 4 cấp số này. Và nếu không, thao tác nhanh mình chỉnh ở phía nút đây luôn. Rồi, chỉnh đầy đủ ở đây, Bảo bấm lên nha. Đó, cực kỳ thông minh luôn, rất là hiện đại luôn. Rồi, thân không, chuyên vít chuẩn, vít dài ngắn, xài ok luôn. Rồi, mình mua sẽ có hộp giấy đi kèm nha. Bảo sẽ khui ra xem là máy có những gì bên trong. Cái này thân không thì Bảo nghĩ là công ty cho một móc đeo thôi, khá là dài nha, móc cực kỳ dài luôn. Rồi mà máy Bảo xem nào, có 570.000 thôi là anh chị mình mua với mã máy là HK CVTD 173 PCK. Đó, anh chị nào mua thì cứ đọc giúp Bảo thân chuyên vít compact đến từ hãng Vucan, mã máy 173 là được. Logo này Vucan dập nổi ở đây nè. Đặc biệt đèn chiếu xung quanh chuẩn vít dài ngắn luôn anh chị cô chú ơi. Đó, mình xài vít 3K 2 đầu gắn vào được, vít 3K 1 đầu gắn vào đều được. Rồi 3 cấp chỉnh lực đảo chiều ra vào có này. Rồi, à đâu nhầm, 4 cấp chỉnh lực nha. Có báo pin ở trên hông, thân không, motor brushless không chổi thang, có 570.000, nó quá rẻ luôn. Đó, Vucan Bảo thấy là tung ra thị trường á những mẫu máy này bán rất là nhiều anh chị nhá, rẻ hơn một con máy hàng chợ luôn mà. Đó, thân máy mài có 520.000, thân chuyên vít có 570.000. Và tiếp theo bộ máy khoan Z1100 anh chị nhá. Đó, Z1100 đấy anh chị ạ. Motor brushless này, máy lớn to, đầu 13mm luôn. Rồi mà máy anh chị nào mua là mẫu máy này sẽ 3 chức năng, bắn vít này, đó 20 cấp trượt, khoan sắt gỗ này, cuối cùng là bê tông, đầu lốc 13mm, có lỗ tay cầm hai bên. Đó, anh chị nào thuận bên nào thì mình có thể là gắn tay cầm bên đấy nhá. Rẻ lắm, một bộ như này á mà mình mua chỉ có 1.340.000 thôi nha. Logo Vucan dập nổi ở đây nè, đầu này thế hệ mới nè. Rồi Bảo xem bên trong có những gì nha. Đó, đầu tiên là hai quả pin dòng xả cao nha. Rồi chân pin phổ thông có báo pin. Rồi sạc đế này, sạc cực kỳ là nhanh.
Đó, anh chị nào mua thì một bộ như này, hai pin một sạc có 1.340.000 thôi. Rồi mình qua phần thông số máy anh chị nha. Rồi máy này mà máy là HK Z1001 này. Rồi về phần Newton của máy khá là lớn á, 80 Newton. Vòng tua là anh chị mình á, điều tốc từ 0 đến là 1.500 vòng. Rồi hai cấp nhông truyền này, cấp chậm 500 vòng, cấp nhanh 1.500 vòng. Rồi mẫu máy này sẽ có báo pin nha, chỉnh lực, điều tốc bằng cò, nhanh chậm, đảo chiều ra vào. Mức giá một thùng như này có 1.340.000, nó quá rẻ luôn. Rồi trưa ngày hôm nay bảo cập nhật nè, đó mẫu mới Hukan bán rẻ cực kỳ luôn. Hàng chợ này, hàng nhái này, hàng kém chất lượng á, là cạnh tranh về giá không nổi với anh Hukan này rồi. Đó, thân máy mài đầy đủ, khóa mở, gác te, tay cầm mà có 520.000 một thân. Tiếp tục, thân chuyên vít compact đời mới này, chỉnh tốc độ thông minh có 570.000 một thân. Và cuối cùng là bộ khoan pin 3 chức năng 13mm Z1001 có 1.340.000. Bộ này á, sẽ là hai tả quả pin một sạc. Rồi anh chị nào á, thích giá rẻ là chất lượng tốt như hàng Hukan mang lại thì mình nhanh tay đặt hàng để mình mua về xài gia đình này cũng như là công trình. Rồi Bảo xin kết thúc buổi trưa review hàng mới của hàng Hukan, giá rẻ hơn một con máy hàng nhái hàng chợ tại đây.